Con ốc này thì tôi thấy nó đẻ liên tục rồi chú ơi. Đi lượm trứng này khó lắm chứ không phải đơn giản đâu nha chú. Lượm mà phải nhẹ tay, lượm mạnh nó dập hết. Lúc con ốc đẻ này á, thì ai hiểu được đặc tính của nó, thì lượm trứng thì ham lắm. Nhất là phải cho nó ăn. Tôi thấy rồi, cho ăn nhiều nó đẻ dữ lắm. Ai mà nuôi ốc đẻ là cứ nhớ là cứ có nước mới là nó đẻ. Mà mấy ông đừng nghĩ là hễ mà có nước mới nó đẻ cái ngày nào cũng bơm vô. Ngày nào cũng bơm sóc nước chứ sạch hết à, không phải chơi đâu. Thì thức ăn xong rồi tiếp đến là ngừa mấy cái con thiên địch. Khi mà chúng ta mà nắm được cái ba cái đặc tính đó thì chúng ta nuôi con ốc đẻ là lượm trứng ham lắm. Con ốc này thì tôi thấy nó đẻ liên tục rồi chú ơi. Ngày nào đi lượm cũng có hết. Cứ như đi thể dục ấy mà. Người đâm ra nó ghiền. Ngày nào mà không đi á thì người nó nhức mỏi dữ lắm. Mà cả ngày cặm cụi ngoài đó thì tối nó ngủ nó nhức. Trời ơi. Nhức lưng như không vậy. Đặc biệt là vào các con nước gông á hoặc là mùa mưa thì nó đẻ dữ lắm. Trứng ốc thì ngày nào cũng phải lấy, ngày 2 buổi, sáng và chiều. Vì có con sáng tầm 7 giờ là đẻ xong, còn một số thì 8, 9 giờ nó mới bò lên nó đẻ, thì tới chiều mới xong được. Nó đẻ lâu lắm chứ đâu phải chơi. Ngày nào cũng phải bư, bư như bư gà, ngày 2 buổi. Để lấy trứng á, lấy mà muộn quá thì nó khô. Đi lượm trứng này khó lắm chứ không phải đơn giản đâu nha chú. Lượm mà phải nhẹ tay, lượm mạnh nó dập hết. Đi chậm mà bư như bư gà mới thấy được nó. Nó đẻ trong bụi không à. Nó đâu có đẻ từ khơi ngoài mà trời. Thì sau khi đẻ tầm 1 đến 2 giờ á là chúng ta lấy được rồi. Thì quả trứng to hay nhỏ nó còn tùy vào cái con cái. Con ốc già hay đẻ trứng to. Ốc tơ thì đẻ trứng nhỏ. Ấp trứng thì chúng ta ấp trong thùng xốp thôi. Ấp sau 17 ngày thì nó nở hết à. 1 ký trứng thì nó nở tầm được từ 7.000 đến hơn 10.000 con. Nhiều lắm. Nghe con tôi nói là trứng bây giờ đang hút dữ lắm à. Tầm triệu triệu rưỡi diện ký. Nếu mà chúng ta nuôi mà thành công 4 tháng đẻ là gom trứng bán có lợi rồi. Đôi con ốc đẻ này á thì ai hiểu được đặc tính của nó thì lượm trứng thì ham lắm. Còn ông nào không biết thì nuôi hoài nó không đẻ đâu, nó có đẻ xỉu à. Muốn mà nó đẻ nhiều á, nhất là phải cho nó ăn. Tôi thấy rồi, cho ăn nhiều nó đẻ dữ lắm. Nước chiều nào tôi cũng cho ăn hết á. Cho lớp phải mì đu đủ rồi nè, đặc biệt là trái cây. Trái cây chín á thích lắm, như xôi, đu đủ. Thì trong vườn nó có gì cho ăn đó thôi. Còn cái á, sau khi nó đẻ nó yếu dữ lắm. Nhiều con đẻ là bò xuống không nổi luôn á. Bởi vậy khi đẻ xong á là nó phải cần một lượng thức ăn lớn. Về thức ăn thì chúng ta nên tận dụng tất cả thôi, cái gì có sẵn trong vườn đó. Và nên chủ động. Thức ăn mà nó dính thuốc mà trừ sâu cái là chết luôn á. Một lớp tạp. Như mấy ông hàng xóm đó đi vớt mấy cái bèo ở trong mấy cái vườn sồi xong rồi cái người ta xịt thuốc mà đâu có biết đâu, đem về cho ăn cái ngày sau nó chết sạch hết. Còn số thì lẳng mấy con ốc vàng ốc ma đâu ô tùm lum nhìn thấy nản lắm không u. Còn tôi thì bèo là tôi nuôi, tôi có cái ao riêng ở đâu bèo. Trước khi cho ăn mà tôi ngâm tôi lựa dữ lắm chứ. Mà cho con bèo cám không á thì nó đâu có ăn thua, tàu rơi nó ăn dữ lắm. Nên tôi phải tận dụng thêm mấy cái rau, củ, đồ cây trong vườn nè. Tôi tự trồng hết á. 3 cây đu đủ cái mì rồi đó. Ba đó là dễ trồng lắm, tôi trồng chen vô mấy cây mít thôi. Còn nếu mà cái vườn mà có xịt thuốc á là tôi lựa mấy cái thuốc sinh học. Thuốc gì không ảnh hưởng tới ốc tôi mới dùng chứ đâu dùng khơi khơi. Dùng khơi khơi là nó lật ngửa hết. Ở Hà Nội con này khó lắm, bằng thuốc.
gọi thức ăn xong thì tiếp đó là tới nguồn nước. Ai mà nuôi ốc đẻ là cứ nhớ là cứ có nước mới là nó đẻ. Mà mấy ông đừng nghĩ là hễ mà có nước mới nó đẻ là cái ngày nào cũng bơm vô, ngày nào cũng bơm sóc nước cho sạch hết à, không phải chơi đâu. Thì tốt nhất là canh con nước lớn hàng tháng á. Hàng tháng nó có mấy con nước rong đó, 15 với 30, cứ chơi vô thôi. Có nước mới vào thì mấy ngày sau đã đẻ, đẻ thấy ham lắm. Còn hôm nào nuôi đẻ mà cả tháng mà không cho nước vô thì còn lâu nó mới đẻ đâu. Nó phải điều kiện thích hợp nó mới đẻ, chứ không phải chơi nó đâu. Bởi vì đẻ là mùa mưa nó đẻ dữ lắm. Thì mưa xuống mà có nước mới nó đẻ đó. Thì tôi biết thế thôi, thì còn mấy ông kỹ sư thì nói là nó thay đổi cái HPU gì đó. Rồi tôi đâu biết mấy cái đó, dạ cũng không nghiên cứu. Dạ nhầm cứu quá, chết sớm chú ơi. Để vừa vừa nó còn sống với con cái cháu. Thì thức ăn xong rồi thì tiếp đến là vừa mấy con thiên địch. Mấy con thiên địch thì hại cho ốc thôi, như là chuột đó, bịp bịp, ốc bùi vàng. Thì chú biết là con ốc á, nó đẻ thì nó phải leo lên bờ. Mà khi lên bờ gặp con chuột cái là nó ăn cái ốc, cái trứng ăn hết. Nhiều khi chưa kịp đẻ nó làm luôn rồi. Chuột xong cái bìm bếp, nhất là mấy con bìm bếp á, nó ăn nó lựa toàn con bự cơ mà, cứ như nó ăn đầu cha mình không á. Nhiều khi thấy nó ăn mà nó nhót cái ruột á. Thì mấy con này thì mình bẫy nó thôi, bẫy hạn chế, dùng văn lưới này nọ đồ để hạn chế nó ăn chứ dễ gì mà nó không ăn được. Rồi thì tới mấy ốc bù vàng. Một ao nuôi mà dễ gì không dính được nó. Nó hay lắm. Nước mà mội từ cái đường mương vô là mấy ngày sau là thấy nó liền. Nó thì chanh ăn, nó dành ăn với mấy ốc bù đen của mình á. Lai thì không có lai. Tôi chưa thấy con ốc bù đen nào mà đẻ ra trứng màu đỏ hết á. Nó nhảy thì nó có nhảy với nhau nha. Nhưng mà nghe mấy anh nói là hãy mà con đực con ốc bù vàng mà nó nhảy qua con cái của mình là con cái mình chết á. Thì thấy nó ban đêm á là gọi đèn gặp nó à, nó giạt vô bờ hết à. Bắt nó là diệt. Còn mà nếu mà nó đẻ trứng thì phải diệt trứng. Mình có để mà nó nở ra nó nhanh lớn dữ lắm. Thì nuôi con gì thì nó cũng có cái khó, nhưng mà chúng ta không biết cách xử lý. Khi mà chúng ta mà nắm được cái ba cái đặc tính đó thì chúng ta nuôi ốc đẻ là lụm trứng ham lắm. Nói chung là không riêng gì về nghề nuôi ốc mà tất cả con khác, khi chúng ta mà làm kinh tế gì nó thì chúng ta phải chấp nhận cái khó khăn và rủi ro. Cuộc sống mà đâu có gì mà hồng chú, nhưng phải biết cách đầu tư đúng cách đúng nơi và biết tận dụng cái thời cơ thì nó sẽ thành công thôi. Bị thôi nha chú, tôi chuẩn bị cho nó ăn, cho kiếm thức ăn cho nó ăn cho ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải làm chú ơi. Dạ rồi, sống vì con cháu nha, tôi hưởng thụ gì nữa, khổ lắm chú ơi. Chào chú nha.